Thưa quý vị, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày hôm qua cũng đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc. Văn phòng Chính phủ Singapore thông báo trong chuyến thăm từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng sẽ đến các địa điểm bao gồm thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, thành phố Bắc Ngao thuộc tỉnh Hải Nam và thủ đô Bắc Kinh. Tại Hải Nam, thì Thủ tướng Lý Hiển Long cũng sẽ tham dự phiên khai mạc và có bài phát biểu tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao. Tại Hải Nam và Quảng Đông, Thủ tướng Singapore cũng sẽ có cuộc gặp lãnh đạo của các tỉnh này. Tại Bắc Kinh, thì Thủ tướng Lý Hiển Long cũng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính Hiệp Vương Hỗ Ninh cùng với một số quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.